Kính thưa ban giám đốc ban tư, kính thưa quý khách hàng và kính thưa những người bạn, tôi ngủ gần xa của quan hôm nay đến một cái buổi tiệc rất đặc biệt. Nó đặc biệt vì sự hiện diện đầy đủ của ban giám đốc công ty tư, đầy đủ của quý doanh nghiệp và đầy đủ của bạn bè quan, và đặc biệt có những người thân trong gia đình quan. Quan thật sự rất là xúc động. Hôm nay là tất cả đã dành cho quan một tình cảm. Và quan để ngày càng phát triển hơn. Trước khi dứt lời, quan xin trả lời cảm ơn ban giám đốc, cảm ơn quý khách hàng và cảm ơn ba mẹ quan rất là ủng hộ cho quan để con được đi hôm nay. Dạ, xin cảm ơn. Thì văn phòng tổng đại lý ở Sóc Trăng cũng có những cái mặt bằng để đến cho anh Quang trong ngày hôm nay.